liên tục là những chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá rất là lớn để gửi tới cho tất cả các bác khách hàng trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bộ combo ngày hôm nay chỉ có giá trị là 11 triệu 900 nghìn đồng. Các bác đã sở hữu được một cặp loa cây F615, một cục đẩy H850 và một băng cơ lai số DAC450. Trong đó bên em đã tặng cho tất cả các bác một bộ mic không dây trị giá 2 triệu đồng và đã có những sản phẩm giảm giá lên đến 2 triệu đồng. Đặc biệt với những cặp loa cây F615, hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá từ 6 triệu 400 nghìn đồng xuống còn 4 triệu 400 nghìn đồng, giảm giá lên đến 2 triệu đồng cho những cặp loa cây F615 và vang cơ lai số DAC450. Hiện tại đang có chương trình giảm giá từ 2 triệu 500 nghìn đồng xuống còn 2 triệu đồng. Nhưng chương trình giảm giá rất là lớn đúng không ạ? Bởi vì vậy đây là một trong những cơ hội rất là lớn để các bác có thể sắm cho gia đình nhà mình những bộ combo, những bộ dàn âm thanh vừa có thể hát karaoke vừa có thể nghe nhạc cực kỳ là hay và tuyệt vời. Đặc biệt đây đều là những sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ FB Pro. Đối với mẫu loa cây F615, hiện tại đây là một trong những phiên bản loa cây vừa mới cho ra mắt tại Hoàng Áo Đô của thương hiệu FB Pro. Được sử dụng một bát 30, một chung, hai chấp giấy và một chấp kèn, 5 đường tiếng cho ra chất âm cực kỳ là hay và chân thực. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Và đặc biệt nổi bật trên mỗi cặp loa cây F615 này là những chiếc ốp mạ vàng tạo nên sự sang trọng. Và khi các bác trưng bày những bộ sản phẩm, những dàn âm thanh này trong gia đình nhà mình sẽ cực kỳ là đẹp và rất là sang trọng đúng không ạ? Rất là nhiều đường tiếng cho ra chất âm cực kỳ là hay. Bass và chung đều được sử dụng bass tẩm dầu, tiếng rất là chắc và chất âm cho ra khá là tuyệt vời. Vân gỗ tự nhiên đang được giảm giá từ 6 triệu 400 nghìn đồng xuống còn 4 triệu 400 nghìn đồng. Và cục đẩy liên vang, cục đẩy H850, đây là một trong những phiên bản đẩy vừa mới được công ty FB Pro cho ra mắt. Đẩy công suất lớn và chất âm cho ra cực kỳ là hay đúng không ạ? Rất là hiện đại với hai kênh, 1 và 2 đều được hiển thị rõ những thông số của từng kênh. Đây. Nhiệt độ của đẩy và sẽ có một mặt nhôm phay nguyên khối in logo FB Pro và logo model loa, model đẩy, công tác để bật tắt nguồn. Và hai phần volume, hai kênh và những phần đèn tín hiệu, hai mặt trên dưới là những mặt cắt vét. Đặc biệt dòng đẩy này đã được nâng cấp lên khá là hiện đại, đã được tích hợp chế độ chống chập chống cháy cực kỳ an toàn đúng không ạ? Từ trước đến giờ những cái dòng đẩy công suất thì chưa có dòng đẩy nào có những cái tính năng hiện đại như là chống chập chống cháy, nên là rất là khi các bác đấu những cái bộ âm thanh, những bộ dàn karaoke thì bị chập cháy là khả năng là rất là cao. Và một tiếp theo không thể thiếu trong bộ dàn ngày hôm nay là vang cơ lai số DAC450. Đây là một trong những mẫu lang vang cơ lai số cho ra chất lượng cực kỳ là tốt. Và hiện tại đang trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, bên em đang có chương trình giảm giá cực sâu, từ 2 triệu xuống còn 2 triệu 500 nghìn đồng xuống còn 2 triệu. Đấy, chế độ revert rất là hay. Về những tính năng kết nối như cổng quang, bluetooth và USB, mặt kính cường lực khá là sáng bóng luôn. Công tắc nguồn tất cả đều được hiển thị trên một phần màn hình chính ở đây. Chế độ chống hú, chế độ revert, repeat và delay tất cả đều được hiển thị trên một chiếc màn hình chính đây. Những phần chỉnh bằng tô vít như kiểu delay, repeat, revert, echo, revert này. Phần chỉnh mic và music, nhưng volume thì khá là mượt, khá là nhạy nhá. Hàng rất là đẹp và sang trọng đúng không ạ? Và khi các bác mua những bộ dàn âm thanh, những bộ combo vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì bên em sẽ tặng cho các bác một bộ mic không dây trị giá 2 triệu đồng của model là BS500 của FB Pro. Những phần quà rất là lớn để tặng kèm cho các bác và với những bộ combo này. Và vậy đây là một trong những dịp khá là tuyệt vời. Đấy, một trong những dịp mà các bác không thể bỏ lỡ để sắm cho gia đình nhà mình những bộ dàn âm thanh, những bộ karaoke. Bởi vì đợt này bên em đang giảm giá rất là sâu và sẽ có những phần quà rất là giá trị để tặng kèm cho các bác. Nhưng mà bác nào đang quan tâm gì về những sản phẩm âm thanh hay là những bộ dàn âm thanh, bộ karaoke của bên Hoàng Áo Đô tại của thương hiệu FB Pro thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0967 345 155 để được bên em tư vấn và đặt hàng. Chất âm cho ra rất là hay đúng không ạ? Thank you.
chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Đường tao còn đây.